Xin chào các bạn Các bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu lòng đèn hình chú gà con xinh xắn như thế này ha Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của lòng đèn nè Mình có gắn đèn ở bên trong cũng như là có hộp nhạc Khi sử dụng thì mình sẽ bật công tắc lên ha Nó sẽ phát nhạc nè Mẫu này thì các bạn cũng có thể thay đổi màu tùy thích Mình có để nguyên liệu và dụng cụ để móc một cái mẫu lòng đèn này ở bên dưới phần mô tả ha Các bạn có thể tham khảo Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đây sẽ là mẫu kén cầm có hộp nhạc và đèn ha ở bên dưới có một cái chui nè đây là phần đèn và đây là cái phần kén mình cầm ha bỏ pin vào bên trong hộp nhạc sẽ phát nhạc ở đây ở giữa của phần đèn với lại hai cái sợi dây điện nè nó có cái đường nối các bạn sử dụng cho mình một ít keo đen mình sẽ buộc lại ở đây để cho mình cố định lại ha khi sử dụng nó không có bị đứt nè đây ta sẽ có được một cái phần đèn như thế này bây giờ mình sẽ móc cái phần thân ha tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu khi có được 6 mũi móc đơn rồi các bạn kéo cái sợi len này kéo vừa thôi ha cho nó có một cái khoảng trống như thế này thì cái khoảng trống này mình để luôn cái phần đèn mà mình sử dụng á Cái phần đèn của cái phần kén mình sẽ luôn vào cái khoảng trống này ha Nó sẽ có được một cái độ rộng để mình có thể luôn cái phần đèn vào nè Đây ha Các bạn đừng có guốc quá mạnh nè Để mình có được một cái độ rộng vừa phải để dễ dàng nhét cái phần đèn này vào hơn Sau khi hoàn tất cho mình được cái vòng tròn với 6 mũi móc đơn vào vòng tròn rồi Ta sẽ kết thúc vòng này các bạn đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên nhé. Đây kéo vừa lại thôi nè, sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc vào đó cho mình một mũi dời. Lưu ý khi kết thúc mỗi vòng nè, các bạn móc mũi dời thì nhớ kéo dài cái sợi len lên, nghiêng cái sợi len về hướng tay cầm kim móc, Cuốt thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại. Sau đó kéo lại cho cái kim nó sát với lại sợi len nè. Móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên ha. Vòng đầu tiên của mình có 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai. Vòng móc thứ hai móc cho mình vào 6 chân đó, mỗi chân móc cho mình mũi tăng. Mũi tăng tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Chân đầu tiên móc mũi tăng nè. Làm tương tự cho 5 chân còn lại ha. Chân thứ hai cũng móc mũi tăng. Chân thứ ba tương tự, hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân thứ tư cũng móc mũi tăng. Chân thứ năm tương tự. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc cho mình mũi tăng ha. Sau khi kết thúc được vòng móc này thì mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn cho vòng móc này. Kết thúc tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ ha, kéo dài sợi len lên, nghiêng về hướng tay cầm kim móc, cuốc thật mạnh lại cho mũi dời nhỏ lại. Sau đó kéo lại cho sát với lại đầu kim, móc lên một mũi móc xích. Vòng móc thứ hai hoàn tất sẽ tạo ra 12 chân móc cho vòng thứ ba ở cái vòng đầu tiên này nó sẽ có được một cái khoảng trống như thế này ha mình sẽ dễ dàng luôn cái phần đèn vào cái khoảng trống này hơn các bạn đừng có guốc quá chật lại nha thì cái phần đèn của mình khi mình sử dụng keo đen nó sẽ chắc chắn nè đến vòng móc thứ ba thì các bạn móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc vòng đầu nha được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì chân kế bên sẽ móc cho mình mũi tăng là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ha. Mình sẽ có một mũi móc đơn vào chân kế bên và chân kế tiếp sẽ là mũi tăng. Mình sẽ có được cụm thứ hai nè. Tiếp tục cụm thứ ba ha. Một móc đơn. Sau đó là mũi tăng. Khi móc đến cuối vòng thì hai chân móc cuối cùng cũng tạo ra được cụm cuối cùng ha. Ta sẽ có được tổng cộng là 6 cái cụm móc như thế này cho vòng móc thứ ba. Kết thúc tiếp tục đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ ba của mình hoàn tất sẽ tạo ra được 18 chân móc ha, tăng được 6 mũi so với vòng bên trên. Vòng kế tiếp các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng bên trên, tức là cái vòng của mình nè vòng thứ ba có một mũi móc đơn sau đó là mũi tăng thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái số mũi móc đơn lẻ ha mình sẽ tăng cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi thì ở đây của mình là một móc đơn sau đó là mũi tăng thì mình chỉ dựa vào cái số mũi móc đơn lẻ thôi tăng lên một mũi thì bây giờ mình sẽ móc hai mũi móc đơn mỗi chân mũi đầu tiên và mũi thứ hai khi có được hai mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng như vậy là ở vòng móc thứ tư này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng nè. Các bạn có thể móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, hoặc là ở cái vòng này các bạn để ý cho mình cái số mũi móc đơn lẻ của mình nè. Ở đây số mũi móc đơn lẻ của mình là hai mũi. Thì hai mũi là số chẵn, mình có thể đảo công thức ở vòng này. Cách đảo công thức các bạn sẽ chia đôi cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này ra. Mình sẽ móc một mũi móc đơn trước đây, hai mũi ha thì chia đôi ra, móc một mũi trước. Sau đó chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. Là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Chân kế bên móc một mũi móc đơn. Như vậy khi đảo công thức mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một móc đơn, mũi tăng sau đó là một móc đơn. Cộng lại mình cũng có được hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì việc đảo công thức như vậy nó sẽ giúp cho vòng tròn của mình khi mà mình tăng thêm nhiều vòng Nó sẽ đều hơn chứ nó không có bị cái điểm G ha Ta có được cụm thứ hai nè Tương tự đến hết vòng Sau khi móc đến cuối vòng thì ba chân cuối cùng cũng tạo cho mình được cụm thứ sáu ha Ta sẽ tăng được 6 mũi cho vòng này, có 6 cụm liên tiếp nè. Tiếp tục kết thúc vòng, đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời rút lại sau đó móc lên một mũi móc xích hoàn tất được vòng thứ tư tiếp tục đến vòng móc thứ năm vòng móc thứ năm các bạn cũng làm tương tự mình sẽ dựa vào vòng mình vừa tăng gần nhất thì ở đây vòng vừa tăng gần nhất là một mũi móc đơn mũi tăng và một mũi móc đơn cộng lại là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha thì tiếp tục các bạn sẽ tăng cho mình tịnh tiến lên một mũi nữa ở đây của mình hai mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn mỗi chân. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Có được 3 mũi rồi chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. Hai mũi vào cùng chân móc ha. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Và để ý ở cái vòng này, cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân nó đang là 3 mũi. Thì 3 mũi là số lẻ, số lẻ thì mình sẽ móc bình thường tức là các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn trước sau đó chân cuối cùng sẽ móc cho mình mũi tăng ha tức là móc theo công thức này không đảo công thức ở vòng này tương tự cho đến cuối vòng ba mũi móc đơn mỗi chân sau đó sẽ là mũi tăng vào chân thứ tư ha mình sẽ có được cụm móc thứ hai nè sau khi hoàn tất được cuối vòng thì mình cũng có được tổng cộng là 6 cụm ha tiếp tục kết thúc vòng nè sau đó lên một mũi móc xích vòng móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự mình sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ của hàng phía dưới là hàng gần nhất ha tăng lên một mũi ở đây của mình có 3 mũi thì bây giờ các bạn sẽ tăng cho mình là 4 mũi mỗi chân mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba và mũi thứ tư có được 4 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. Các bạn cũng có thể móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Hoặc là mình cũng có thể để ý ở cái hàng này. Số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của mình là 4 mũi. Thì ở đây 4 mũi ha. 4 mũi là số chẳng nên các bạn có thể đảo công thức cho mình. Đảo công thức thì sẽ chia đôi 4 mũi này ra. Mỗi bên sẽ là 2 mũi. Các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn mỗi chân trước khi có được hai mũi móc đơn mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng được mũi tăng rồi móc tiếp hai mũi móc đơn mỗi chân móc như vậy là khi đảo công thức mình sẽ có được cụm móc như thế này ha tiếp tục móc tương tự cho đến cuối vòng mình sẽ có hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng và tiếp tục là hai mũi mỗi chân ta có cực cụm thứ hai nè Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó các bạn sẽ móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Các vòng móc kế tiếp cứ tăng dần số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Thì hàng này có 4 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Kế tiếp thì mình sẽ móc là 5 mũi mỗi chân, 6 mũi mỗi chân, cứ tăng dần như vậy cho mình và xen kẽ là hai mũi cùng chân móc. Và các bạn nhớ đảo công thức ở những hàng móc mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn ha. Móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của cái vòng này. Đây là phần khung mình sử dụng nè, nó có cái đường kính tầm khoảng 10 cm nên các bạn sẽ tăng cho mình cho đến khi mình đạt được đường kính này. Đối với cái phần thân móc này mình sẽ tăng lên tổng cộng là 11 vòng móc. Mình sẽ dừng lại ở vòng móc với cụm chính mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha. Ta sẽ có được cái độ rộng như thế này. Những bạn nào mà sử dụng kim và len khác các bạn có thể đo cho mình nè. Mình sẽ đo cái đường kính với lại cái phần khung ha. Khi nó sắp xỉ bằng với cái đường tròn của phần khung rồi thì mình sẽ ngừng lại nè và các bạn sẽ móc cho mình cái phần thân dưới để móc phần thân dưới thì mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa thì sai này mình sẽ móc lên tầm khoảng 8 hàng móc móc đều ha cho nó có cái độ sâu nè ở đây mình đã hoàn tất được tổng cộng là 8 hàng móc móc đều từ cái phần đỉnh xuống dưới nó sẽ có được một cái độ sâu nè Ở đây mình sẽ có 8 hàng móc móc đều ha Tạo ra được một cái độ sâu rồi Thì bây giờ các bạn sẽ kết thúc cho mình cái phần thân trên Móc lên một mũi móc xích sau đó mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài ha Thì cái đoạn len các bạn cắt nó sẽ có cái độ dài tầm khoảng 2 cho đến 3 vòng so với cái đường kính này mình sẽ hoàn tất được cái phần thân trên nè bây giờ mình sẽ móc cái phần thân để mình chụp lại cái bóng của mình ha các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút từ đây móc lên 6 mũi móc xích mũi đầu tiên mũi thứ hai 3 4 5 và 6 có được 6 mũi rồi đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên móc vào đó một mũi dời Lúc này mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống như thế này ha. Móc lên một mũi móc xích. Ở cái vòng này, các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống mà mình vừa tạo ở sáu mũi xích này, móc vào 12 mũi móc đơn. Khi móc nhớ dấu đen thừa ha. Móc đơn thứ hai nè. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy mũi móc đơn thứ 8 móc đơn thứ 9 móc đơn thứ 10 mũi móc đơn thứ 11 và mũi móc đơn thứ 12 khi có được 12 mũi móc đơn vào vòng tròn mà mình tạo đầu tiên rồi kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời guốc lại sau đó móc lên một mũi móc xích thì như vậy là ở cái vòng này mình sẽ tạo ra 12 chân cho vòng kế tiếp nó sẽ bằng với số mũi móc của hàng thứ hai ở cái phần thân trên ha thì tiếp tục cái hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình theo công thức tương tự giống như hàng thứ ba trở đi của cái phần thân trên nè một móc đơn sau đó là mũi tăng móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó mình tăng thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái đường kính bằng với cái số hàng móc mà mình tăng ở cái phần thân trên ha ta sẽ dừng lại ở cụm móc chính mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng tương tự giống như cái phần thân trên này sau đó móc thêm cho mình ba hàng móc móc đều sau khi đã hoàn tất được theo công thức rồi nè thì mình sẽ dừng lại ở cái phần tăng với chính mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng và ba hàng móc móc đều tạo được một cái độ sâu như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết viền ở phía ngoài để móc họa tiết viền nè các bạn sẽ móc cho mình lên một bụi móc xích sau đó ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên Chân đầu tiên mình móc mũi dời vào Thì các bạn sẽ tính cho mình ở đây là một mũi rồi ha Bỏ qua chân này Bỏ luôn qua chân thứ hai Và móc vào chân thứ ba Nhưng mà ở mỗi chân móc nó có hai đường móc Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên trong ha Móc vào đó là bốn mũi kép đơn Kép đơn đầu tiên Mũi kép đơn thứ hai Kép đơn thứ ba Và mũi kép đơn thứ tư khi có được 4 mũi kép đơn vào cái chân móc đó rồi, bỏ qua một chân móc, móc vào chân kế bên một mũi dời. Sau đó tiếp tục bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp 4 mũi kép đơn tương tự ha, cho đến cuối vòng. Tiếp tục thì mình sẽ móc cái phần đáy ở phía dưới ha. Công thức móc thì tương tự giống như cái phần đỉnh bên trên nè, có tổng cộng là 11 hàng tăng. Sau đó móc thêm cho mình khoảng tầm 4 hàng móc móc đều. Nó sẽ có được một cái chiều sâu cho cái phần đáy ở phía dưới như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo cái phần viền cho đáy ha Phần viền cho đáy thì cũng tương tự giống như cái phần viền ở phía trên Nhưng mà các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc tạo những cái họa tiết sò nè Mình cũng bỏ qua cái chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai bốn mũi kép đơn Lúc này mình sẽ móc luôn vào chân móc ha Được 4 mũi cùng chân móc rồi bỏ qua một chân móc kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời sau đó tiếp tục bỏ qua cho mình một chân móc móc vào chân kế bên 4 mũi kép đơn nó cũng tương tự giống như là cái phần thân ở bên trên thôi nhưng mà mình sẽ móc luôn vào chân móc sau đó kết thúc bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một mũi dời các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng ha hoàn tất được 3 họa tiết rồi mình sẽ gắn cái phần đèn vào nè cái họa tiết dài nhất ha đâm cho mình cái phần đèn vào cái vòng tròn mà mình tạo đâm từ ngoài vào trong kéo cái đèn vào bên trong ha sau đó sử dụng cái đoạn len nè các bạn gút mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại nó sẽ sát với lại hai sợi và dây điện như thế này các bạn có thể kéo sát cho mình lên tới cái phần trái tim luôn ha phần hợp nhạc luôn sau đó tiếp tục ở cái phần mà mình móc vào cái chân bên trong tạo phần viền á thì các bạn cũng đâm kim cho mình từ trên xuống dưới vào cái vòng đó, tức là cái vòng mà mình tạo 12 mũi móc đơn đầu tiên á. Tiếp tục đưa cho mình cái nút chặn của cái phần đèn nè. Đưa theo cái hướng này ha, đưa vào trong, sau đó các bạn sẽ cột một cuốc ở cái sợi dây đèn. Mình sẽ cột một cuốc lại để cố định lại được cái sợi đèn ở bên trong ha. Để cho cái phần đèn của mình nó thẳng nó không có bị cong các bạn cũng có thể sử dụng cho mình băng keo điện mình sẽ quấn nhiều vòng hơn cho cái phần dây điện của mình nó thẳng lại chứ nó không có bị xoăn ha sau đó mình sẽ kéo cái nút chặn sát với lại cái mũi mà mình quút nè ta sẽ cố định lại được cái phần đèn nó không có bị chạy lên trên ha có thể sử dụng một ít keo đen để mình buộc lại cho hai sợi dây nó sát lại cho cái phần đèn của mình nó thẳng hơn bây giờ mình sẽ đưa cái phần bóng vào bên trong nè Phần bóng của mình nó sẽ có hai bên ha một bên nó sẽ có cái đường g nằm bên trong và một bên cái đường g sẽ nằm ở bên ngoài các bạn sẽ bẻ một đường ở sát với lại cái nút mà mình có ở bên trên nè bẻ một đường như thế này để khi mà mình luồn cái sợi dây điện vào nó không có bị cứng ha sau đó mình sẽ luồn cái phần bóng này vào bên trong ha khi luồn vào bên trong rồi thì dùng cho mình cái phần keo các bạn sẽ dính cố định cho mình những cái họa tiết sò này và phần bóng của mình nè cho cái họa tiết của mình nó đứng cố định luôn ha tiếp tục đưa họa tiết của phần đáy vào bên dưới và các bạn sẽ canh chỉnh cho nó đều lại. Và tiếp tục đến cố định cho mình cái phần thân dưới ha. Để khi mà mình dán nó được cố định hơn các bạn có thể chích cho mình một ít keo ở cái đỉnh trước, sau đó mình cố định lại cái phần đỉnh trước và mình sẽ bắt đầu dán ở cái phần viền này. Sau khi đã dán được hoàn tất cái phần thân rồi thì bây giờ mình sẽ khâu cái phần thân trên với cái phần thân ở phía trên nè. Ban đầu mình có chừa một đoạn len vừa đủ dài ha, xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Áp sát cho mình cái phần thân trên với lại cái hàng móc mà mình chừa cái mũi ở phía ngoài. Chọn một chân móc bất kỳ, đâm kim từ dưới lên trên vào cái đường móc đó và cái chân móc của cái phần thân trên ha. Kéo len lại nè. Tiếp tục đưa xuống dưới, đâm kim vào chân móc kế tiếp hai chân móc tương đương với nhau nè guốc lại khi các bạn đâm khoảng tầm 2 cho đến 3 mũi thì nhớ guốc lại cho cái đường khâu của mình nó sát lại khâu đến gần hết thì nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong thì để cho cái phần gòn của mình nhồi nó được đều hơn các bạn có thể dùng kim móc á mình đâm vào bên trong sau đó mình sẽ kéo cái phần gòn cho nó dàn đều lại ha nắng chỉnh cho nó đều lại với cái phần thân sau đó khâu cho đến hết như vậy là ta sẽ có được cái phần thân của chú gà rồi nè Bây giờ mình sẽ móc các cái họa tiết trang trí. Ở đây mình đã móc sẵn những cái họa tiết trang trí như là chân, cánh cũng như là mèo ha. Thì công thức móc nó sẽ tương tự giống như nhau. Các bạn sẽ móc cho mình hai vòng móc đầu tiên với công thức móc tương tự giống như cái phần thân. Vòng đầu với 6 mũi móc đơn và vòng thứ hai với 6 mũi tăng, tạo ra tổng cộng là 12 chân móc. Tiếp tục đến các cái vòng móc kế tiếp nè, nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng như thế này. Thì ở cái phần mèo nó sẽ có hai phần mèo, một phần màu dài và một phần màu ngắn màu dài thì các bạn sẽ móc cho mình ba hàng móc móc đều tức là cái phần màu dài này mình sẽ có tổng cộng là 5 hàng móc tính từ trên xuống còn cái phần màu ngắn ở bên dưới nè các bạn sẽ móc cho mình hai hàng móc tăng tương tự giống như cái phần thân luôn ha sau đó móc thêm hai hàng móc móc đều tức là nó sẽ có bốn hàng móc thôi sau đó mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình khâu vào bên trong như vậy là ta sẽ có được hai màu rồi ha và phần màu thì nhớ các đoạn len dài mình sẽ khâu cho nó đẹp hơn là mình dán ha. Tiếp tục đến phần cánh nè. Thì phần cánh công thức móc nó cũng tương tự giống như là cái phần thân thôi. Vòng đầu với 6 mũi đơn và vòng 2 với 6 mũi tăng. Sau đó kế tiếp sẽ móc cho mình dài hơn. Tức là mình sẽ có 6 hàng móc móc đều cho cái phần cánh này. Khi có được 6 hàng móc móc đều rồi, đối với phần cánh thì các bạn sẽ không cần phải nhồi gòn vào bên trong. Mà mình sẽ gặp lại cái phần cánh theo cái hướng như thế này. Sau đó mình sẽ nẹp lại các cái mũi song song với nhau ha. Mình sẽ đâm kim vào hai chân móc song song ở hai mặt như thế này. Móc vào các cái mũi móc đơn ha. 12 chân đó mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi móc đơn cho 12 chân đó. Viên tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi móc đến cuối rồi, móc lên một mũi móc xích sau đó cắt len. Các bạn có thể cắt một đoạn len dài để mình khâu cũng được Hoặc là cắt một đoạn len ngắn Sau đó giấu sợi len vào bên trong Và mình dùng keo đến cố định lại Thì việc dùng keo nó sẽ giúp cho họa tiết của mình nó cân bằng hơn so với khi mà mình khâu ha Như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần cánh rồi Thì bây giờ tiếp tục đến phần chân dưới Phần chân thì nó sẽ tương tự giống như phần cánh thôi Vòng đầu với 6 mũi đơn và vòng 2 với 6 mũi tăng Sau đó sẽ móc cho mình 7 hàng móc móc đều Tức là nó sẽ dài hơn phần cánh một hàng móc sau đó mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho cái phần chân của mình nó có cái độ cứng cáp hơn ha và tiếp tục viền cho mình tương tự giống như phần cánh mình sẽ có được sáu mũi đơn viền nè và ta sẽ có được hai cái chân với độ phòng như thế này phần chân thì các bạn cũng dùng keo nến và mình đính ở bên dưới giúp cho cái phần thân của mình đó, khi mà mình đứng đó, nó sẽ vững hơn ha bây giờ mình sẽ khâu cái phần màu nè phần mèo thì xỏ sợi len vào trong kim khâu sau đó canh chỉnh cho mình với cái phần mèo trước ha đặt theo vị trí này mình sẽ đâm kim từ trên xuống dưới vào cái vòng tròn mà mình tạo đầu tiên sau đó đâm kim vào cái chân móc của cái phần đỉnh này luôn nè phần mèo thì đâm kim từ trong ra ngoài còn cái phần thân thì mình sẽ đâm kim vào chân móc tương ứng ha đối với phần mèo thì các bạn sẽ khâu cho mình một mặt trước nó sẽ có hai mặt khi mình gặp lại thì mình khâu một mặt trước ha. Có 6 đường khâu. Sau khi hoàn tất cho mình được 6 cái đường khâu như thế này, quay ngược đầu lại, mình sẽ có thêm mặt còn lại của phần mèo. Nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cho cái phần mèo của mình nó cứng cáp. Sau đó mình sẽ đâm kim vào các cái đường ở cái phần thân dưới nè. Lưu ý là mình sẽ không có đâm trùng với lại cái đường khâu của mặt còn lại nha mình cũng khâu vào sáu cái đường tương ứng nè sau khi khâu hoàn tất thì dấu sợi len thừa vào bên trong và cắt len như vậy là ta sẽ có được cái phần mèo khi nhồi gòn vào bên trong thì phần mèo của mình nó sẽ có cái độ phòng và bồng bình hơn ha ở đây mình đã dùng keo và đến cố định cái phần chân vào bên trong thân của chú gà rồi nè các bạn sẽ đến cho mình cho cái diện tích của cái phần chân nó nhiều hơn nó áp sát vào với cái phần thân dưới nè để cho cái phần chân của mình nó đứng vững hơn ha cái diện tích mà mình dán ở phần chân nó sẽ bằng tầm một nửa ha sau đó để cho cái chú gà của mình nó đứng cố định hơn á các bạn có thể móc cho mình thêm một cái đuôi ở phía sau thì công thức móc cái phần đuôi này nó cũng tương tự giống như cái mỏ của chú gà của mình ha các bạn sẽ móc cho mình như sau tạo cho mình một vòng tròn móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu khi có được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi quốc lại cho mũi dời của mình ha, cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại sau đó đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời nhớ quốc lại cho mũi dời nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích Vòng đầu hoàn tất tạo ra 6 chân móc cho vòng móc kế tiếp. Thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó hai cụm móc liên tiếp. Thì cụm móc của mình sẽ là hai mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng ha. Móc cho mình hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn nè. Được hai mũi móc đơn mỗi chân thì chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho ba chân còn lại mình sẽ tạo ra cụm thứ hai hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng ha mũi tăng sẽ nằm ở chân móc cuối cùng nè thì khi kết thúc vòng này ta sẽ có được tổng cộng là hai cụm móc tăng lên được hai mũi kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một xích vòng này hoàn tất sẽ tạo ra 8 mũi móc 8 mũi này sẽ tạo ra 8 chân cho vòng thứ ba thì để cho cái phần mà miệng của mình nó nhỏ các bạn sẽ móc cho mình vòng này móc đều Tức là móc 8 mũi móc đơn vào 8 chân Hoàn tất được hàng móc móc đều rồi hàng kế tiếp tiếp tục tăng mũi cho cái phần mỏ này nó to ra hơn ha Thì để tăng mũi các bạn cũng dựa cho mình vào hàng tăng mũi gần nhất Hàng tăng mũi gần nhất của mình là hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng thì bây giờ các bạn tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ lên mình sẽ có 3 mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng ha mũi đầu tiên nè mũi thứ hai mũi thứ ba khi có được 3 mũi móc đơn mỗi chân tăng hơn so với vòng tăng bên trên một mũi rồi thì chân kế tiếp móc mũi tăng như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng móc tương tự cho mình cho bốn chân còn lại tạo ra được một cụm tương tự như vậy ha 3 mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là mũi tăng. Khi kết thúc được vòng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 10 mũi móc đơn ha. Đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời, vuốt lại và lên một mũi móc xích. Thì ở phần đuôi nó sẽ có cái độ dài dài hơn so với cái phần mỏ. Phần mỏ thì mình sẽ dừng lại ở bốn hàng móc như thế này. Còn phần đuôi các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc móc đều, tức là mình sẽ có 10 mũi móc đơn vào 10 chân ha, cho nó có được một cái độ dài. Còn phần mỏ khi các bạn dừng lại cho mình ở hàng móc thứ tư này, ta sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài, sau đó mình sử dụng đoạn len này mà mình khâu vào trong phần thân. Để khâu lại thì cũng tương tự giống như cách mà các bạn khâu ở phần mèo, nhưng mà mình sẽ chọn những cái chân móc tương đương với cái mũi mà mình chuẩn bị khâu ở phần mũi. các bạn sẽ khâu cho nó tạo thành một cái hình vòng tròn luôn ha nhớ là nhồi phần gòn vào bên trong cho cái phần miệng của mình nó được cứng cáp hơn ha khâu tương tự cho đến hết sau khi hoàn tất cho mình được cái phần mỏ của chú gà rồi thì các bạn đính cho mình hai mắt cho chú gà của mình thêm sinh động hơn ha ta hoàn tất được một cái mẫu lồng đèn xinh xắn như thế này Phần thân dưới sẽ có hai chân và đuôi giúp cho phần thân của lồng đèn nó được đứng vững hơn. Còn cái phần ké nhét pin vào bên trong ha. Bật công tắc lên thì cái phần đèn ở bên trong nó sẽ sáng lên và có phát nhạc nè. Như vậy là ta vừa hoàn tất được một cái mẫu lồng đèn hình chú gà xinh xắn như thế này. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.